Chào cả nhà, chào các anh chị em nhận trai thân mến. Rất vui mừng cả nhà trở lại kênh của Thúy Family Cuộc Sống Ma Pháp nè cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà thấy Thúy không? Cả nhà có một cái dưa, nhưng mà cái củ này thôi cả nhà. Có nhiều thôi, mình sẽ trang trí thành một đĩa hoa cho nó đẹp nha cả nhà. Mời cả nhà xem tiếp theo video của Thúy để hôm nay Thúy sẽ chia trang trí cái mấy cái củ này thành hoa như thế nào nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Thúy. Giờ Thúy tiếp tục, mình đầu tiên thì mình sẽ làm hoa cái củ này trước đã. Nè cả nhà, cái củ này nè. Cái củ này bên Pháp người ta ăn sống cả nhà. Nhưng mà Thúy không biết ăn củ này nên Thúy mua về Thúy để làm hoa thôi à. Giờ Thúy sẽ cắt nó ra. Cắt bỏ cái đường này đi. Thúy sẽ cắt nó ra làm hoa vậy. Đó. Cắt cho nó bự bự ra vậy á. Thấy sâu sâu mà nó bự bự như vậy cho nó đẹp. Mình gỡ cái đây để cho nó dễ cắt. Đó, mình sẽ cắt tiếp theo. Cắt phần tiếp theo này. Rồi mình sẽ đẩy vô. Đẩy vô mình sẽ đẩy nó ra. Đó, đẩy nó ra vậy á. Đó, cả nhà sẽ đẩy nó ra vậy à. Rồi đơn giản đẹp hơn cả nhà. Đó, mình sẽ đẩy vô đây. Tiếp tục sẽ cắt hết luôn. Thì sẽ cắt nghe cả nhà, mình để thôi là nhiều phút quá. Đã cắt nè. Lấy ra đi để mình thấy đường mình cắt cho nó dễ hơn. Đó, thì lấy ra luôn. Cái bên đây nhiều thì mình cắt phía bên đây nghe cả nhà. Bên đây thì mình không có dính vô được thì mình cắt vậy á. Cắt vậy á, cắt cho nó dính cho nó vậy á, rồi xong mình sẽ để vô trở lại. Rồi mình sẽ để nó vô y chang vậy luôn. Để vô y chang vậy cho mình sẽ đẩy nó ra trở lại. Đó cả nhà thấy nó đẩy nó vẫn đứt nhưng mà nó y chang luôn nè ha, mình phải quay nó lại. Mình đẩy nó ra. Đó mình đẩy nó ra, mình đẩy nó ra. Chỉ có cà chua là mình không làm được thôi, cà chua nó chảy nước thì mình làm như thế này không được. Nhưng mấy cái củ nè, như trái mặn rồi đó, mình sẵn làm được mấy cái này nha cả nhà. Củ cải đỏ, củ cải trắng thì mình vẫn làm được cái này đó. Bây giờ nó bị giấy, giờ Thúy sẽ để qua vậy. Thúy sẽ để ra vậy. Mình đây hết luôn, cắt hết cho nó đẹp. Cắt trong mình lấy ra đi, rồi trong mình bên đây nó không đều rồi mình sẽ cắt hơi bự chút, bên đây nó không nó ấy rồi mình cắt nhỏ chút để cho nó đều cái bên tiếp theo đó. Đó cái này mình cho nó vậy, cho nó vậy nè cả nhà. Đó vậy mình sẽ để này vô. Đó, mình để này vô trở lại. Có nhiều kiểu mình trang trí hoa khác nhau cả nhà. Đó bây giờ mình sẽ đẩy nó ra, đẩy nó ra vậy á. Đó cả nhà thấy không, mình đẩy nó ra. Rồi đơn giản luôn. Thấy chứ, tiếp tục cái cắt. Đó cả nhà, cái trái này nó liền, nó rất là đẹp nè. Đó mình lấy nó ra. Mình cắt rồi mình lấy nó ra để cho mình biết cái đường đó mình sẽ cắt nó như thế nào. Mình nào coi bên nào nhiều mình sẽ cắt trước nè cả nhà. Bên này nhiều để mình cắt trước mình biết. Đó bây giờ nó sẽ để vậy thôi, chỉ cắt được có ba đường thôi. Giờ mình sẽ để vô trở lại. Đó mình để nó vô trở lại, mình sẽ đẩy nó ra. Đó cả nhà thấy mình đẩy nó nè. Đó mình đẩy nó ra vậy á. Đó cả nhà. Nó nhỏ mình dễ làm lắm. Nó nhỏ mình dễ làm cái này lắm, dễ làm cái hoa này lắm. Dễ làm cái này lắm. Giờ sẽ cắt thêm cái này nữa. Đó mình cắt, mỗi lần mình cắt mình sẽ lấy nó ra vậy á. Nè cả nhà thấy không, nó bị chạy là nó không đẹp. Đó, thì cắt nó thì chỉ lấy nó ra. Cắt trái này nữa thôi ha cả nhà ha. Mình sẽ ngưng để mình chút nữa mình còn cắt dưa leo nữa. Mình trang trí cái dưa leo nữa. Đó mình sẽ để vô. Giờ mình sẽ để nó vô.
bên nào xấu mình cho nó nằm ở ngoài, ở ngoài đất ha, còn bên nào đẹp mình để cho nó nằm ở trong đó, nó chạy nè, cả nhà thấy đẹp không, mình cắt hết luôn đó cả nhà. Bây giờ mình làm xong rồi nha cả nhà, mình làm xong, mình trang trí xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt dưa leo nha cả nhà, cắt dưa leo để đựng hoa cả nhà, mà tối ngày thiết phá đồ ăn hoài cả nhà. Chồng mới mua về mấy cái leo chơi đem cắt hết cho em cực quá đó. Bây giờ thì sẽ cắt dưới dưa leo để Thí làm hoa vô đây nha cả nhà, giờ Thí đẩy qua đây đó, cả nhà thấy cái dưa leo rồi nè, mình sẽ cắt qua đây. Đó cả nhà, bây giờ Thí sẽ cắt cái dưa nó ra hai phần nè cả nhà, mình bỏ một phần thôi, lấy hai phần để mình làm hoa cho nó đẹp. Giờ Thí làm hết cái này nha, mình sắp 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 vòng 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 vô đây nha cả nhà nè. Mình sẽ đẩy cái dĩa mình theo hoài vậy đó, mình sắp miếng bự chứ đó, mình sắp cho nó vòng vòng vô hết, nó đẩy theo hoài vậy, nó nối đầu với nhau, mình sẽ canh mình làm là cho nó đàng hoàng này, để cho nó đủ đó cả nhà ha. Mình sẽ tiếp tục nối nó theo đó, mình nối nó theo vậy á. Mình nối đầu nướng này theo, chứ mình lựa cái miếng nào đều đều mình làm theo hoài thôi cả nhà, mình sẽ xây theo hoài thôi. Đó mình xây theo nó đều rồi ha, bây giờ mình tiếp tục làm phía trong này. Gỡ nó mình nối theo hoài vậy á, cho nó có lớp á cả nhà, cho nó đẹp. Cái củ này nó ăn sống được nha cả nhà, người ta bên Tây ta ăn sống cái củ này á, cho nên cái củ này mình làm trái cây mình trang trí để mình ăn sống, mình ăn sống bằng cái củ này nè. Đó mình nói nó theo vậy á, bây giờ mình tiếp tục mình nói nữa. Nó cả nhà thấy mình nói theo nó có lớp rồi ha cả nhà ha, ở trong này thì mình lấy miếng mỏng mỏng thôi cho nên mình không cần phải lấy dày lắm đó, mình sẽ nói tiếp tục theo vậy, nói theo để cho nó có cái đường hoa của nó. Mình sẽ quay qua quay lại làm vòng 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 luôn, mình lựa mấy cái miếng mỏng mỏng á đó, miếng mỏng mỏng mình sẽ làm cho nó được. Rồi tiếp tục mình sẽ làm nữa nha cả nhà. Đó mình cứ dở nó lên, mình cứ dở nó lên tiếp theo như thế này nè, cho nó hết cái vòng này thôi. Đó bây giờ mình làm nó có cái vòng rồi cả nhà ha, nó có cái vòng rồi, xong mình sẽ làm hoài luôn cho nó thành cái hoa dưa leo, làm hoài luôn. Cái dở nó tiếp lên mình làm hoài luôn cho nó đủ luôn. Đó cả nhà, bây giờ mình có vậy rồi, mình sẽ làm cái hoa luôn nha cả nhà. Giờ thiết cái cuốn nè, dưa leo đầy hết trơn cả nhà.
đó, mình sẽ để vô đây mình làm hoa nè cả nhà ha. Đó, bây giờ mình sẽ làm cái hoa mình quấn nó lại nè, quấn cái lại để mình làm cái nhị nữa đó, làm cái nhị ở trong rồi nè. Đó, mình sẽ làm cái nhị của cái dây leo đó, đó. Đó, mình sẽ làm vậy nè cả nhà. Mình cắt bỏ bớt đi. Rồi mình sẽ cắt nó lại, mình sẽ làm nó lại. Mình cho nó cái lỗ hủng vô chính giữa nha cả nhà ha. Nè. Lỗ hủng để mình quấn cái ngõ này vô, mình cho nó nhỏ thiệt nhỏ để mình đưa nó vô. Đó, mình đưa cho nó vô nè. Đưa cho nó vô cái lỗ hủng rồi nè. Đó, mình cho nó vô vậy nha cả nhà. Đè cho nó xuống luôn. Đó, bây giờ nó cũng không có đạt lắm, mình phải sửa nó lại. Mình cho nó nằm xuống. Xuống dưới cái lỗ này. Đó, cả nhà thấy chưa? Xong rồi mình sẽ đạt được một cái hoa. Cái hoa dưa rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ xong rồi mình sẽ trang trí xung quanh nha cả nhà. Trang trí xung quanh thì thấy ngưng một chút. Đó cả nhà, sẽ cắt cái lá đó cả nhà. Bây giờ mình cắt cái lá cũng vậy á, mà mình từ từ mình sẽ cắt nó, mình sẽ nó ra chứ bây giờ mình làm hết rồi, nó nhiều lắm rồi cả nhà. Đó. Sẽ cắt cái lá cũng vậy, để chút nữa sẽ thì để xung quanh này nè. Tốn dưa leo rất là nhiều luôn nha cả nhà. Đó cả nhà, bây giờ mình sẽ cắt như vậy đó cả nhà. Cắt như vậy đó cho nó ra cái tay hoa đó, để mình tay cái lá đó mình chệ nó vô. Tại vì nhiều phút quá nên thấy không có cắt cho cả nhà coi, nhưng mà cái này nó cũng không dễ mà nó cũng không khó, cả nhà cũng có thể cắt được. Cắt kiểu nào cũng được hết cả nhà. Mình cũng có thể cắt kiểu nào cũng được hết, không cần phải cắt xéo cắt dọc vậy chứ, cắt ra mình thành lá được à. Đó, mình cắt sao mà như nó giống cái lá cây là được à. Không chè chè ra vậy á. Bên đây nó còn ấy, mình cho nó như vậy. Đó. Rớt cái đỏ nè. Nó chích chích á, khó làm á, nó hay rớt. Cả nhà thấy nó đơn giản nhưng mà tốn rất là nhiều phút ha. Nên bây giờ mình không có để cho nhà coi nha. Mấy cái cắt lá này nè, nó rất là tỉ mỉ nhưng mà nó lâu lắm. Mình coi nó rất là nhiều phút. Đó cả nhà, mình xong. Xong cái giỏ hoa của mình đó cả nhà. Đó, mình trang trí đơn giản mà nó cũng lạ mắt, hấp dẫn, đẹp nha cả nhà. Nếu mà mình ăn trống đó, mình cũng rất là đẹp luôn. Cho nên cả nhà thấy không, mình làm nó đơn giản thôi mà cái hoa của mình nó có đó. Nó được thành cái hoa rất là đẹp. Nó cái hoa dưa leo rất là đẹp luôn. Đó, mình sẽ kéo nó ra. Cái nào mình chưa được mình sẽ kéo nó ra ha cả nhà ha. Giờ thiết kế tạm biệt cho cả nhà nha cả nhà. Cũng có cái dĩa hoa bằng trái cây, bằng các loại quả đẹp rồi cả nhà. Thì cũng xin kết thúc video cho cả nhà nha cả nhà. Mình ở nhà có trái cây, rau củ gì mình cứ muốn làm, rồi mình làm hoa, làm tỉa gì mình đem ra mình làm đại. Mình chấp này, chấp kia. Nó không thành hoa này, cũng thành hoa nọ cả nhà. Thôi xin tạm biệt cả nhà nha cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Thúy. Thấy Thúy làm hoa đẹp, đăng ký kênh đây ủng hộ Thúy với nghe cả nhà. Thì cảm ơn cả nhà nhiều.